người bạn của chúng ta. Cái câu này nhiều năm cho nó nhắc. Cách đây 3 hôm, một cú điện thoại 911 gọi bằng cell phone, thì cái cú điện thoại đó nó sẽ tới đâu? Ai trả lời được câu này? Rồi, từ rồi, cái bác nghe rồi. Chứ ông cho điện thoại free đó, ông kia ông nói rồi, các bác nhớ không? Ai ai trả lời câu này? Khi chúng ta cầm điện thoại mà gọi di động, gọi 911, thì cú điện thoại nó sẽ về đâu? Về tổng đài. Mà tổng đài không phải là tổng đài của địa phương. Tất cả những cái cú điện thoại di động 911 đều qua tổng đài của State Police, là cảnh sát của tiểu bang. Sau khi cái cú điện thoại đó gọi vào rồi, người ta mới biết được tình trạng mình cần cái gì. Thì lúc đó cảnh sát địa phương của chúng ta sẽ được thông tin rồi tiếp tục công việc. Một cú điện thoại gọi vào nói là tôi 90 tuổi, tôi vẫn còn nói chuyện được, tôi khó thở. Cái câu đó, cái người nghe điện thoại 90 tuổi cũng mệt, khó thở. Và thay vì bấm nút báo động là như thế nào? Báo động là cứu hỏa, cảnh sát, cứu thương sẽ tới căn nhà đó, đúng không? Đúng. Cái người nhận cú điện thoại 911 đó cứ nghĩ là thôi cũng đến đủ rồi, cũng khó thở chút xíu. Thay vì sắp cái cú điện thoại đó nằm trên đây là gọi là khẩn cấp, 911 là khẩn cấp đúng không? Nhưng mà trong khẩn cấp nó có chia ra là A, B và C. Thì hơi chậm trễ chút xíu, cháu là người thứ ba tới đó. Thường thường cảnh sát lúc nào nó cũng vòng vòng kinh phố là người tới trước đúng không? Cứu hỏa tới trước, cứu thương tới sau, và cảnh sát tới ba, và cuối cùng người 90 tuổi này tử nạn. Thì khi gặp những tình trạng như vậy thì gia đình đó nhìn vào cái cú điện thoại 911 đó, khi mình gọi có thời gian và địa điểm đúng không, thì mới nói là ủa, thường thường 2 phút 3 phút là đã tới nhà, còn bây giờ tao nói với mày tao khó thở, 8 phút 12 phút sau mày chưa có mặt. Thì cái chuyện đó sẽ xảy ra như thế nào kế tiếp? Thưa kiện. Lúc trước cháu nói nếu mình cầm cái không biết tiếng Anh mà mình cầm điện thoại ở trong nhà, mình bóc 911 mình dục xuống đất, tích tắc có cảnh sát đúng liền không? Đến đúng không? Cho nên hồi hôm qua là cái ngày mà tia cảnh sát của chúng ta bắt buộc hết những người mà nhận những cú điện thoại 911 vô lớp học là 1.800 tiếng. Dù anh chị cô bác có lỗi không có lỗi, nó bắt buộc nó phải kéo vô hết, bắt học 1.800 tiếng. Đó là cái sự sơ sót của cái người nhận điện thoại 911. Có nhiều người lạm dụng cái 911, nói những cái câu gì đó mà làm cho cảnh sát tới tức khắc. Ví dụ như là chồng tao tắt thở, con tao tắt thở hay gì đó, nó rất là lẹ, cụ thể lắm. Ngày hôm qua trên trường học, trên trường Chela, đứa bé 7 tuổi trượt chân té. Đứa bé 7 tuổi trượt chân té, cứu quả cứu thương cảnh sát cấp tốc. Tại sao một người cao niên chậm trễ? Bây giờ chúng ta đổi lỗi cho ai? Đổi lỗi cho mình nhận điện thoại. Chúng ta đổi lỗi cho cái người điện thoại. Nhận cái người nhận cái message. Nói ai mới nói chuyện di động? Nếu chúng
ta ở nhà mà gặp chuyện khẩn cấp nên dùng điện thoại tại nhà. Cái sự sai lầm của người đàn ông đó giúp trong nhà đó có một người kia là caretaker, là cái người mà giúp cho uống thuốc, di chuyển trong nhà. Cái người đó là người châu Phi. Họ không dùng cái landline, landline là điện thoại trong nhà, điện thoại bàn, mà họ dùng điện thoại di động. Đó lý do 8-12 phút. Đó là sự khác biệt. Cháu muốn nhắc lên cái chuyện này á, cháu muốn nhắc lên chuyện này, nếu chúng ta có khẩn cấp, nếu mà chúng ta ở nhà, nên dùng điện thoại trên bàn. Và một lần nữa, bất cứ ở địa phương nào, sở cảnh sát nào, đều có số 911 cộng theo, cũng là 911 nhưng mà vẫn là 10 số, giống như là số dùng. Ai ở đây biết được Worcester chúng ta là có số số mấy? 508. Sai luôn. Chúng ta có là 508-799-8606. Chị Dung, cái số mà lên line cho cảnh sát đó, chị nhớ nha. Nếu chúng ta có cell phone là gặp khẩn cấp, gọi 911, chúng ta sẽ bị mất một khoảng thời gian trống. Cái số điện thoại tại địa phương của chúng ta, gọi 508-799-8606, nó sẽ đưa thẳng vào tổng đài. Tổng đài của nó là Worcester. Cái số này, quý vị fan hãy viết lại, sẽ có, Thu Dung sẽ... Giờ chúng ta nhớ là khẩn cấp ở trong nhà dùng số điện thoại bàn, khẩn cấp ngoài đường 911 thì qua tổng đài của State Police là cảnh sát của tiểu bang. Lúc đó nó mới biết là mình ở đâu, thì mình sẽ mất một cái khoảng cách trong cái vấn đề mà cầu cứu, cấp cứu hay là khẩn cấp á, thời gian rất là quan trọng. Nhớ chúc về cho hỏi, nếu trường hợp ở ngoài đường tôi xài cell phone, tôi gọi 508-799 thì nó nhanh hơn, đúng không? Không cần, đúng, không cần 911. Đúng. Nếu chúng ta có điện thoại di động nên lưu lại cái số đó vào cái điện thoại của chúng ta. Nó có hai cái điều lại. Điều thứ nhất, khi mình gọi 508-799-8606 là số điện thoại khẩn cấp của sở cảnh sát Worcester. Lỡ chúng ta gọi mà chúng ta không nói chuyện được, cái điều kiện sau này nên nhớ, nó vẫn giống như là cái điện phone ở nhà, đừng có tắt điện thoại, cứ để cho nó lên. Thì khi cái tower là cái tháp trên cao đó, nó bắt được cái làn sóng. À, chuyện này như cháu có kể rồi, khoảng 4 năm trước vào 5 giờ mấy sáng, cô sẽ có 5 giờ mấy sáng có người gọi 911, đứa trẻ nó gọi 911, hai người chị và đứa em, ba đứa cộng lại chưa tới 2 tuổi, thì nó gọi 911, nó nói là cảnh sát ơi, mẹ tao sẽ nhảy lầu tự tử. Thì gọi bằng cái số cell phone, nó quá trẻ, nó quá bé, làm sao mình có thể hỏi được là chi tiết của mẹ nó hay là nó ở đâu, làm sao nó biết địa chỉ. Thì sáng đó, lúc 5 giờ mấy sáng á, nhờ cái tháp, đúng chị Dung, cái tháp trên đó đó, nó bắt được cái làn sóng, thì nó mới đưa vào cái chu vi. Nó nói là trong khoảng một cái mai, một cây lô mấy km vuông này là có người đang cần sự giúp đỡ. Thì nghe nói chữ nhảy lầu là phải trên cao, đúng không? Thì theo kinh nghiệm đi làm, lái xe là nhìn trên cao. Cháu may mắn hay là vô tình hay là thượng đế cho mình con đường đi đúng, là nhìn thấy người đàn bà ở trên lầu 3
cái mâm thì ngồi trên cái cửa sổ, cái chân thọc vào ngoài và chỉ nói tiếng Spanish là tiếng Tây Ban Nha. Mình bước ra thì dù làm lâu năm đi nữa, thầy nữa, mình làm cách nào để mình giúp người ta đây? Nói tiếng Anh với họ, họ trả lời một tiếng xì. Làm sao? Còn cái cửa sổ kế bên luôn luôn là mấy cái đầu hai đứa con gái thằng con trai. Đó là một trong những cảnh khó nhất. Rồi, làm sao bây giờ? À, trong cái sự mà giống như là căng thẳng đó, đùng ra cháu nói tiếng Việt. Cái nghĩa là đánh đồng cái tay đó. Cháu nói tiếng Việt thì cái người đó mới nhìn mình vậy nè. Ủa mày đâu có gì vậy? Thì khi mình làm vậy đó là mình mua được một chút thời gian của người đàn bà thôi. Giờ đó tiếng Việt mà vừa bấm nút báo động. Tôi trước cháu có giải thích là trên cái máy cháu có cái nút báo động. Khi mà bấm cái nó biết mình ở đâu, đang khẩn cấp. Thì lúc đó là bấm nút báo động thì cái gì tới? Nó cũng trở ngược về cái đề cũ. Cứu thương, cứu quả. Đúng không? Cảnh sát. Nó đi vòng vòng, đi vòng tới ông lôi cũng là ba cái điều đó. Và một phút, hai phút, chưa tới phút thứ ba thì người đàn bà đó bạn. Không chết. Gãy xương chân. Gãy xương mông. Gãy xương tay. Kẹo quai hàm. Nhưng mà chưa có đau khổ đâu. Đau khổ nhất là ba đứa nhỏ nó nhìn ra. Lúc đó là chết. Con nít mà nó nhảy theo làm sao. Chưa bao giờ cháu cài lẹ mà. Thời gian đó chảy lên được tới lầu ba cái cửa không còn biết mở. Cái cửa đâu có phá đâu, nhưng cái đầu mình nghĩ là phá. Bùm, văng vô. Thì mới chụp ba đứa nhỏ lại. Chuyện gì xảy ra kế tiếp? Khi người đàn bà, người đàn ông, bất cứ người nào mà có ý là mình tự hại mình, có nghĩa là tự vọng, tự tử hay là tự sát đó, thì nó sẽ bước vào cái thế giới khác, là thế giới Section 12. Mình nhận thức được nghe. Section 12 là để Mỹ tâm thần mà không có tự chủ được thì người ta sẽ có đưa vô cái luật pháp để có luật sư và có cái người quản lý. Cái section 12 á là không tự chủ được, có thể làm hại cho mình, hại cho người thân của mình và những người xung quanh. À, bây giờ nhảy gãy chân, gãy tay, gãy quai hàm chẳng hạn gì không? Bị cảnh sát cộng thì nó ai tin là không tin. Gãy cho người chồng đi. Đó, gãy mà cầm một chi. Nếu mà người cảnh sát của tụi con không cầm người đàn bà đó, người đàn bà đó có thể tự hại mình, mất mạng, thì cái việc làm của con sẽ bị mất. Cái người làm chung con cũng bị mất. Hoặc là người đàn bà đó giật một hai cái kim ra đâm đụng người khác, việc làm của con cũng có thể bị mất và người làm chung cuộc. Nhiều khi hả, kiểu chơi giật súng của cảnh sát không phải bắn bạ là sao? Cho nên gãy chân gãy tay nhìn giống như là cái mền rách vẫn bị còng như thường, chẳng những còng tay còng chân và còng vô luôn cái xe đẩy của xe vô lăng đó. Cái người ngoài người ta không hiểu, ta nhìn vô sao mang rợ quá chứ. Nhưng mà đó là cái luật pháp. Khi mà người cảnh sát hoặc là những người chịu trách nhiệm hiện trường nói là người đàn bà này không tự chủ được, không lo cho mình được, có thể hại cho mình, hại cho người khác, thì ba đứa nhỏ nó bị gì? Chuyện này chúng ta đã nói qua rồi, ai còn nhớ? Ba đứa nhỏ sẽ bị gì? Nhà nước bắt. Nhà nước bắt, đúng không? Thì nhà nước bắt đi đâu? Chỗ ngồi riêng. Chỗ an toàn. Ai nói chỗ an toàn? Nhà nước sẽ dắt đi chỗ an toàn, giống như là cái trại tạm thời. Lúc đó nhà nước mới nhìn vô cái những người mà muốn sinh con nuôi chẳng hạn gì đó. Hai đứa cháu gái, một đứa em trai. Thì cái gia đình này tao chỉ muốn thằng boy thôi.
cho nên thằng nhỏ thì chạy lên hướng lô, còn gia đình ở bên Chelsea á, ở bên Linh á, tao chỉ muốn con gái thôi, nhưng mà tao chỉ muốn một. Nếu mà đưa ba thì sao? Ba đến ba nơi. Đàn ông chúng ta là ba dắt ba nơi đúng không? Cho nên nó quá tội. Cái gia đình đó cuối cùng nhận hai người con gái và con trai. Okay. Cho nên chuyện này xảy ra ở ngoài đường cũng có thể xảy ra trong nhà của chúng ta. Ngày hôm qua có một người đàn bà gọi điện thoại la lên một tiếng rất là lớn, xong để cái điện thoại xuống bàn. Khi nghe cái này thì ở đây ai cười? Người đàn bà đó quá thông minh. Lý do là sao? Bà uống thuốc mà uống thuốc quá liều, kêu là overdose. Nhớ gì? Vài năm trước chắc có nói cái điện thoại bấm 911 cái để xuống bàn là biết. Người đàn bà này cháu tới thì thấy đang mùa đông nhưng mà mồ hôi họ đổ, họ đứng không được, họ ngồi không yên, là vấn đề thuốc. Ok, đó là cái người mà bệnh hay là những người mà bác sĩ cho thuốc. Còn chúng ta ở ngoài đường bị overdose là lý do gì? Chết. Chết. Còn gì nữa? Chết hút đúng không? Chết hút hết. Lực ức chung thứ ba của chúng ta mỗi nơi mỗi khác. Ý cháu nói là mỗi thành thị mỗi địa phương khác nhau. Tại Worcester thì chúng ta cư xử như thế nào? Những người bị uống nhiều thuốc, có nghĩa là overdose á, tên tuổi sẽ được ghi lại. Và sau khi họ được chữa trị xong hoặc đang chữa trị, sẽ có nhân viên chính quyền địa phương tới trực tiếp nói chuyện với họ. Bây giờ tới đây, hồi đó giờ có ai có nghe cái chuyện là con cái gọi bác sĩ nói cha mẹ tôi như giờ bị khùng rồi, bị điên rồi, có gì nghe cái chuyện đó chưa? Cái chuyện đó nhất định có, nhưng mà người Việt mình sẽ không dám nói ra. Đó là một cách có thể là đá cha mẹ già của mình, ông bà già mình ra khỏi nhà. Khi những người vướng vào cái tình trạng đó thì bác sĩ mới nói, nếu ông A lại gì thì không thể nào ở gần được mấy đứa nhỏ gì thì cơ hội của ông A về nhà là con số không. Chuyện đó xảy ra rất là thường. Phải vô đâu? Nếu mà không có bị gì hết nhưng mà con cái không cho là không được về nhà con cái thì phải vô đâu? Tới đây câu hỏi này rất là hay. Những người bị tình trạng như vậy thì bắt buộc phải đưa qua nhà chuyên gia là bác sĩ tâm lý học, đúng hay là sai? Đúng. Tháng 11 vừa rồi trời không lạnh lắm nhưng mà có những đêm rất là lạnh. Cái đường Hammond có một cái chỗ giống như là giúp cho những người xì ke ma tí hay là tinh thần không ổn định. Chị biết cái đó không? Cái góc đường cổ bên kia tôi là cho đường men dạ. Thì 12 giờ 7 phút tối, có nghĩa là 7 phút sau 12 giờ đêm, ở nơi đó còn cảnh sát mới nói ra: sở cảnh sát ơi, hiện giờ bà A không có trong phòng, tìm hoài không có. Thì chuyện đầu tiên người cảnh sát làm là cái gì? Một người cảnh sát sẽ tới nói chuyện với cái người gọi vào và tìm cái chỗ, cái phòng ở của bà đó có cái gì đáng nghi hay không. Người cảnh sát thứ hai sẽ đi tới người thân của cái người đó, ví dụ như là cha mẹ, anh em hay là con cháu. Hai nơi đều không có bà ta. Cháu đang nói lúc mấy giờ? 12 giờ 7 phút. Giờ đó cháu đâu có đi làm. 7 giờ 2 phút cháu tới làm, có nghĩa là gần 7 tiếng đồng hồ sau. Cháu tới làm 7 giờ sáng là giờ gì của xe cảnh sát?
giờ đổi ca, ca tối hết, ca sáng vào. Giờ đổi ca thì lúc đó có một cú điện thoại gọi vào nói: sở cảnh sát ơi, cái bà A mà mất tích thời tối đó, bà ở sau cái building đó mà bà không có thở, bà lạnh cống rồi. Thì bây giờ chuyện gì kế tiếp? Một người cảnh sát đi vô trong, một người cảnh sát đi ra ngoài, chặn đường lại, cứu quả tới, cứu thương tới, đúng không? Chỉ có một câu nói sai mà hiện giờ cái chỗ đó bị gia đình bên kia thư kiện là không bảo vệ được cho patient, là những người bệnh nhân ở nơi đó. Okay. Câu nói sai là như thế nào? Trên đài nói là bà ta lạnh cứng, có hơi thở và có nhịp tim. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là còn sống. Tại vì người, tại sao người ta nói câu đó? Tại vì cái sợ, cái chỗ đó nó sợ rằng nói bả chết thì chịu trách nhiệm, đúng không? Cảnh sát đi cháu tới á, là tụi cháu đứng hạng 3, người cứu thương bác sĩ đứng hạng nhất, cái người mà có mặt trước tụi cháu hạng gì, tụi cháu tới là hạng 3. Nếu tụi cháu tới trước người đó, tụi cháu đứng hạng gì? Cái người cứu thương chuyên gia lắc đầu nói là chết. Nhưng mà mình chỉ là cái người, nếu nó nói như vậy thì mình chỉ viết báo cáo như vậy. Bây giờ nạn nhân, gia đình của họ thư kiện bên kia, bên kia nói tao nói với cảnh sát là nó còn sống, có nhịp tim. Tháng 11 đây nó làm lắm, chắc không nhớ. Mình có thể ở ngoài hơn 7 tiếng đồng hồ làm sao mình sống nổi, đúng không? Ra ngoài làm gì? Bác này hỏi cái gì? Ra ngoài làm cái gì? Hồi nãy cháu nói nơi đó là nơi gì? Xì ke. Giúp nhau xì ke, những người tinh thần bất ổn định, thậm chí uống nữa. Thì ra ngoài lặng điếu mà, hít hơi. Xong cái cổng luôn. Giờ đổ lỗi cho ai? Gia đình bên nạn nhân đổ lỗi đúng chứ không sai. Là nơi đó cái trật tự có, cái an ninh có, nhưng cái cai quản rất thấp. Cái cửa sau nếu mở alarm hú, nhưng mà tại sao alarm không hú? Có nghĩa là nơi đó không đủ điều kiện để chứa bệnh nhân hay là nuôi dưỡng bệnh nhân. Cách đây 2 ngày cháu bị gọi vào và hỏi cảnh sát gặp vợ. Đây là thanh tra gì, thanh tra gì, nói tên. Tụi tôi đang điều tra cái vụ án này, và hiện giờ ai thưa kiện sao sao. Tôi muốn biết ngày hôm đó anh có physically touch, có nghĩa là có đụng tới cái nạn nhân đó không. Hôm nay báo cáo tôi viết, tôi là người thứ ba ở đó. Tôi chỉ viết lại những gì mà chuyên gia nói được cho tôi thôi. Lỡ cháu vô miệng cho nó, ở bữa đó tao đụng nó, nó có hạt à, cái người xong đó. Lại bữa nay đâu còn đứng ở đây. Đúng. Cho nên nó là cái nghề của cháu á, nó giấy trắng mực đen rõ rệt lắm. Cho nên vấn đề mà vừa vào section 12 á, cái người mà không thể tự cai quản cho mình, có thể gây án mạng hay là nguy hiểm cho người kế bên á, lúc nào tụi cháu cũng yêu cầu họ chấp nhận hay phủ nhận, đưa họ lên trên UMass. Thì con cũng muốn nhắc thêm một chút xíu nữa là có ba chuyên gia là cảnh sát, cứu hỏa với lại phải bác sĩ, ai có quyền định đoạt cái người đó là bị bác sĩ, y tá như vậy khác không? Y tá có hai loại, registered nurse mới được. Y tá mà phải là có bằng. Rồi. Còn những cái người nhân viên mà làm trong ngành xã hội hoặc là làm trong những cái building, cái tòa nhà của chính phủ như tụi con, thì mặc dầu không có quyền định đoạt là bác đó là bị vô cái diện tâm thần bất ổn, nhưng mà tụi con mà thấy tình trạng như vậy là phải báo cáo lên. Thì nó có một cái cơ quan riêng, rồi cơ quan đó mới làm việc với cảnh sát và bác sĩ của người đó
để xét người đó thử coi có bệnh hiểm bị hay không. Thành ra các bác ở đây coi chừng con nha. Nếu mà các bác vô đây, bởi vì tôi nhắc các bác rồi, vô đây khi mà nói chuyện với nhau, nhiều khi mình vui vẻ quá hay là nhiều khi mình bực mình quá, cũng ráng hạ giọng xuống hoặc là tự nhắc nhở nhau hạ giọng xuống. Nếu mà các bác gây ra một cái chuyện gì mà một người Mỹ chạy lại nói với con, hoặc là nói với bà giám đốc, hay là nói với cô Mỹ ở kế bên phòng con, là tụi nó đã thấy bất bình thường, là bắt buộc tụi con phải viết báo cáo. Không có thể nào dị nể hết, cho dù người đó là cha mẹ mình, hay là ông bà mình, hay là chú bác, hay là hối lộ lúc đó, bắt trái cho mình mỗi tuần, cũng phải viết báo cáo. Ha, con biết chắc chắn người đó là bình thường, cũng phải dẫn viết báo cáo, tại vì chỗ này là chỗ công cộng. Mà có người đã đưa tin cho mình như vậy rồi, mình không viết báo cáo, thì sao? Tôi không bị mắc gì. Nếu có chuyện gì xảy ra nữa là con là người bị đuổi trước tiên, bye bye các bác. Ok. Bye bye gì hết. Thông báo buổi hội thảo về chương trình đại học. Chương trình thanh thiếu niên tại Trung tâm Đông Nam Á sẽ có buổi hội thảo nói về chương trình đại học cho các em từ lớp 9 đến lớp 12. Mục đích của buổi hội thảo này để chuẩn bị cho các em trước khi vào đại học. Các phụ huynh hãy khuyến khích con em tham gia vào buổi hội thảo này vào thứ Bảy ngày 14 tháng 4 lúc 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Xin gọi Trung tâm Đông Nam Á 508-791-4373 để biết thêm chi tiết. Tuyển nhân viên. Chương trình WIT ở Worcester đang cần tuyển một nhân viên biết nói tiếng Việt để làm việc với các bà sắp và đang làm mẹ đang hưởng chương trình WIT về vấn đề quan trọng của việc cho con bú. Chương trình WIT sẽ huấn luyện cho quý vị về thông tin chuyên môn này. Quý vị muốn nộp đơn xin việc, xin liên lạc cô Julie Demorowski ở số 508-762-5713 của chương trình WIT, hoặc liên lạc Trung tâm Đông Nam Á 508-791-4373 để biết thêm chi tiết. Chương trình học bổng Ngày hội Văn hóa Á Châu. Hàng năm, Trung tâm Đông Nam Á sẽ tổ chức Ngày hội Văn hóa Á Châu. Một phần tài chánh gây quỹ được trong ngày hội này, Trung tâm sẽ dành một phần làm học bổng cho các học sinh Á Châu tốt nghiệp trung học và dự định vào đại học. Phần học bổng này sẽ được trao trực tiếp cho các em để giúp các em trong các khoản chi phí về sách vở, dụng cụ học tập hoặc tiền trường. Các phụ huynh có con em sắp vào đại học hãy khuyến khích các em nộp đơn. Mọi chi tiết xin liên lạc Trung tâm Đông Nam Á 508-791-4373 để biết thêm chi tiết. Chương trình học bổng mùa hè. Trung tâm Đông Nam Á hàng năm đều có chương trình cấp học bổng mùa hè cho các em học từ lớp 5 đến lớp 12. Chương trình này nhằm tạo cơ hội khuyến khích các em tham gia các lớp học mùa hè để được học hỏi, trải nghiệm sự rèn luyện về kỹ năng. Các phụ huynh có các con em vào lứa tuổi này nên khuyến khích các em nộp đơn để xin chương trình học bổng này. Nếu các em được nhận, sẽ có nhân viên trung tâm giúp các em trong việc hoàn tất các hồ sơ. Mọi chi tiết xin liên lạc Trung tâm Đông Nam Á tại số 508-791-4373 để được giải thích rõ ràng hơn. Chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay. Chương trình này sẽ được phát hình lại vào ngày Chủ nhật, ngày 1 tháng 4 lúc 6 giờ chiều, và thứ Hai ngày 2 tháng 4 lúc 8 giờ tối, và thứ Ba ngày 3 tháng 4 lúc 9 giờ sáng. Chương trình tuần tới của chúng tôi sẽ được phát hình vào thứ Bảy ngày 7 tháng 4 vào lúc 10 giờ tối. Chúng tôi kính mời quý vị đón xem. Xin kính chúc quý vị một tuần vui khỏe. Xin kính chào.